Xin chào các bạn, mình là Lê Ngọc Phương, mình đã dựa trên nhóm 4 sẽ thuyết trình về bài trình Nokia 1202. Số thoại Nokia 1202 là kiểu dáng sang trọng, hiện đang được bán trên thị trường với giá 380.000 đồng. Và nhà sản xuất là Nokia, kiểu dáng thẳng màn hình đơn sắc, kích thước 1.3 inch, hệ điều hành và bộ vi xử lý này không có. Số SIM trên một máy là một SIM sử dụng pin Nokia BL4C700MAH, thời gian đàm thoại là 8 giờ. Độ phân giải 96x68 pixel, trọng lượng 78g, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, bảo hành 12 tháng, sử dụng được tất cả các loại SIM hiện đang bán trên thị trường. Đặc điểm nổi bật của Nokia 1202 là kết nối dễ dàng, sóng mạnh, đặc biệt thích hợp, pin sử dụng lâu và loa thoại rẻ tay. Đối với chức năng giải trí, Nokia 1202 thiết kế nhỏ gọn, chủ yếu là dùng để nghe gọi và nhắn tin, nên các chức năng như máy ảnh và video nghe nhạc được không được cài đặt trên máy này. Còn đối với trò chơi sẽ được ở trong máy là 3 trò chơi sẵn cho các bạn lựa chọn: nhạc chuông cho máy, loại nhạc chuông 32 sắc, các bạn có thể tải nhạc từ máy tính của các bạn, mình sử dụng ra ngoài và chức năng nói chung các cắm tai nghe tin bạn và tin nhắn của Nokia 1202. Khi các bạn mua một chiếc điện thoại mới, các bạn có thể lưu tối đa 200 số điện thoại liên lạc và có thể sử dụng được tin nhắn SMS. Đối với vỏ điện thoại Nokia 1202, loại hình thứ nhất là loại vỏ bằng nhựa nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh sang trọng. Loại vỏ thứ hai là loại vỏ trong suốt, các bạn có thể nhìn được kết cấu bên trong của máy. Loại vỏ thứ ba là loại vỏ bằng kim loại, cũng rất nhiều màu sắc, các bạn thể lựa chọn theo ý thích của mình. Loại vỏ cuối cùng là loại vỏ bằng gỗ. Loại vỏ này hiện tại thì trên thị trường chưa bán rộng rãi, nhưng nó là một loại vỏ trang trọng và cũng khá đắt tiền, bảo vệ môi trường. Và tất cả các loại vỏ trên sẽ được bán với giá từ 10 đến 300.000 đồng. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc vỏ ưng ý. Đối với đèn led Nokia 1202, đây quả là một sự lựa chọn cho các bạn nào yêu những màu sắc nhất nhá. Các bạn có thể liên hệ với mình để thiết kế cho các bạn những sản phẩm ưng ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài thuyết trình vừa rồi của mình. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những bài thuyết trình thành công.